Con cá quá trời bự mọi người ơi. Ôi, mọi người có thấy không con cá kìa? Quá trời bự luôn. Hello cả nhà nha, hôm nay là lại là một ngày chủ nhật ha. Bữa nay thì mình với lại em Toàn với lại em Tân ha. Nó ra tới ngoài ruộng cái là nó bị ê coi chừng nó nhảy xuống nó chạy kéo nó lại. Từ từ. Rồi mấy anh em mình sẽ đi giăng lưới với mấy cái đìa này nha cả nhà. Đây mấy cái đìa này. Bên đây đìa, bên đó một đìa, ở phía sau đó một đìa ha. Mấy anh em mình sẽ đi giăng lưới với cái đìa này và mình sẽ đi kiếm hái một mớ rau để về làm lẩu mắm nha. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình giăng lưới trước nha cả nhà. Đưa máy lại cho Mr. Toàn. Mà nó làm nhiều khi mình sợ nó cắn. Nguy hiểm kiểu vậy. Quen. Đừng làm được sợ. Nóng quá. Rồi thế ta bỏ dép lúc trước. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn. Trời ơi, ghê chưa. Thank you.
là mình đã cho lưới xuống dưới, dằn xuống dưới mấy cái đìa này hết rồi nha cả nhà. Bây giờ mà trong thời gian chờ đợi cho cá nó dính thì tạm thời mình sẽ tắt máy quay ha. Rồi bây giờ anh em mình ngồi nói dốc nói láo nãy giờ cũng gần tiếng hồ rồi nha cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ đi cuốn lưới ha, thử coi mấy cái đìa này nó cho kết quả như thế nào đây. Đây bậy bậy. Thấu rồi. Không thấy gì hết vậy. Tại nó không dính á. Đây một con cá rô. Có hả? Cá bự lắm mà mọi người ơi. À kéo qua vậy hả? Đây cá chê vàng nè. Ồ dính cá chê vàng mọi người ơi. Ồ. Để mình dơm lên cho mọi người coi. Đâu anh nhỉ? Ồ dính cá chê vàng. Cũng cỡ ba ngón tay á mọi người. Xong rồi đó hả? Xong rồi. Có một con rồi. Hơi như bữa à. Ủa có cá rô nữa phải không? Hai con cá vàng, hai cá rô. Quá đã. Em gỡ gác luôn nha Toàn. Gieo lên đó gỡ đi, anh đi cuốn. Thằng tay chân cho nhanh. Đấy. Trên kìa. Đây cá rô đồng rất là ngon luôn nghe đó nha. Quá trời bự mọi người ơi. Cái chai vàng là nó vậy hả? Ừ. Anh em mình đi qua kia cuốn ba lưới dài để Toàn ở đây gỡ lưới đi. Gỡ cá. Giờ bắt đầu gỡ tơ lưới dài nha mọi người.
Bên đây em thấy có cá nó ụt ụt đó, mày biết chín không? Ồ. Có không? Đâu? Wow, cá bự nha mọi người. Đâu rồi anh, để em dôm lại. Ồ, con cá quá trời bự mọi người ơi. Ôi, mọi người có thấy không, con cá kìa. Quá trời bự luôn. Quá trời bự rồi. Rồi nặng nữa. Có nữa kìa mọi người ơi. Ồ. Lên con cá chê nữa. Wow. Quá đã. Hai cá chê trắng. Lên con chê trắng nữa. Ồ, quá nhiều. Lên con chê trắng nữa. Cao quá nhiều mọi người ơi. Cá chê trắng. Là cái thân nó màu trắng. Cá chê trắng nữa mọi người ơi. Quá trời cá chê trắng rồi. Hình như là cái hồ này cá chê trắng. Quá nhiều. Nặng nữa nè. Đi đây. Ồ, hai con cá luôn. Con chê trắng, con chê vàng. Quá trời bự. Rồi, dạo này hội thu rồi. Ồ. Nặng nữa. Tay lưới dài này có vẻ là hơi bị ngon mọi người ơi. Ồ, con chê trắng này to nữa nè. Ồ, đâu, để em dơm lại. Ồ, ôi, mọi người thấy không? Con cá quá trời bự kìa. Ta lưới này bội thu. Nặng nữa nè. Chính giác hả? Ồ. Hình như hồ này cá chê trắng không thì phải. Ủa hai con nó ở chung được hả? Có nữa kìa mọi người. Ồ. Cá chê trắng nó bự ha. Sống dưới tàu ơi, quá trời luôn rồi. Cái hồ này bộn à. Rồi hết nặng rồi. Làm gì khúc đó hay gì á. Em thấy chỗ này nó quặn nữa nè. Không, đây ngay cái cây. Trồng ở cái cây. Ở dính con cá. Dính cá chê trắng hả? Trắng. Chê trắng nhỏ. Bội thu rồi, bội thu rồi. Quá đã. Dính nữa kìa phải không? Chê vàng. Ồ. Dở hết nổi rồi tao ơi. Quá trời luôn. Lên hai thằng gỡ cho mình đồng gỡ cũng mệt à. Mà câu mà cảm giác mấy con nó mới đã. Ừ.
Ồ. Cá bự bự không mọi người ơi. Lưới này mấy mét nhỉ? Cái tay này hả? 80 mét rồi. 80 mét. Có khi nào dính cá lóc không ta? Hết chưa? Chạy bên kia lắm. Hồ có nhiều con dính hết rồi đó. Bội thu cả nhà ơi. Ê cả nhà coi lưới cá dính nè. Quá nhiều luôn. Ồ. Ồ cá rô nhìn đá không mọi người. Còn em chạy lên lấy con dây đỏ xuống bục đó, mà treo lên gỡ. Rồi làm sao gỡ? Ghê ha, đu cây luôn mọi người. Em để lên vai á. Đúng rồi, rồi hai thằng gỡ. Đây cả nhà coi cá chê nè. Con cá chê đã ghê không? Dính một cặp với con cá chê là con cá rô. Ủa, cá chê bự ghê anh. Kìa. Ủa, ui. Nè đây con cũng bự nữa nè. Ui con cá bự ghê nhìn đã được chứ. Cá này thả chứ ăn. Thả đúng rồi, tí nữa về thả chứ, thả vô nồi lẩu. Sao mà không thả được. Có đang vô có phi nữa. Ừ, cá phi bự kìa mọi người. Cá lớn nó bự vậy? Hả? Chưa bự hả? Còn nhỏ hả? Bự mà, có đó cỡ chừng 5 ngón tay chứ bộ. Cá phi bự lớn là cá phi con. Này là cá chê trắng nha mọi người. Chê trắng là cẩn thận nha toàn. Sao vậy? Nhất hả? Sao nhất? Chết. À. Cá chê vàng sao? Tại sao cá chê trắng nó nhất hơn? Nó độc hơn. Đơn giản là vậy.
Chứ giờ em hỏi anh sao em biết đường phân tích. Được không anh Toàn? À, chui nhiều giọng. Thùng này đựng hết không? À, còn cái vỏ trên xe. Có thể coi chừng nó ngã anh. Nè, anh gỡ đầu này trước đi. Anh gỡ từ đầu này gỡ qua nè. Đã ghê. Thử dính. Cái này cá là ngon ngon không? Tính ra ăn cá phi anh Toàn cầm cũng đã chứ bộ. Cũng mập. Ừ, uống nu à. Chứ mấy con cá khác nó bự nhưng mà nó không có mập. A few moments later. Rồi mình sẽ báo cá hôm nay nha cả nhà. Đổ ra đây luôn. Mình trên này đất rộng mà. Cá của mấy anh em mình bữa nay được nhiêu đây cá cũng nhiều chứ bộ. Cắt cái thùng ra đi. Nạp chết cho chứ. Mọi cái đó chạy lui được sao vô giỏ. Chạy đụng mấy cái gô này nó mạnh hết. Đây cá chê nè. Con nó còn sống không? Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi hái rau, đi nhổ bông súng rồi nha cả nhà. Tạm thời mình sẽ tắt máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ hái rau nhút ở đây nha cả nhà. Rau nhút nó mọc dại dưới kinh nha. Bây giờ bắt đầu, let's go. Let's go. Có non không nghe? Không non. Để già về ngồi nhai ô nhút không hết mũi. Mấy bãi này cá nhìn cũng nhiều quá mà sao không thấy ai câu anh nhỉ? Ô nhút này ăn có độc không ta? Nó mọc vậy ăn có sao không? Quá được cá chốt. Cá chốt ụt xuống. Ở đây cá nhiều. Nè. Ai nói em không câu? Chỗ này là ngay chỗ cái bãi câu người ta nè. Ôi, có chút xíu à. Hết rồi hả? Ít mà. Rồi lên đi tiếp đi kiếm chỗ hai rau muống với bông súng nữa. Rồi bắt đầu bây giờ là anh em mình sẽ đi nhổ bông súng nha cả nhà. Hơi nước đã còn gieo. Hơi nước này tắm sướng dữ trời. Giờ nó vô đây tắm rồi khỏi đi hồ bơi. Nước trong. Nó có bông kìa. Đâu có đâu hả? Đó. Có bông hả? Nó dài á, thấy không? Khoảng 10 bông. Này nè, đừng có đưa cái đuôi xuống nước. Cái chỗ mình nhắc đưa xuống nước, nó rút nước vô. Nó bông kia nhóc kìa, bông trắng trắng nhóc kìa. Phân 10 bông này là ăn đủ. Sâu quá.
anh nước đảo tông gieo à. Rồi con kia nở luôn rồi. Nở cũng được hả? À. Ăn được. Và đây là số rau mà nãy giờ anh em mình hái được nha cả nhà. Được mớ bông súng với lại ít rau nhút ha. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tranh thủ chạy về nhà để còn làm cá là lặt rau rồi. Rồi tới đây thì video mình cũng khá là dài rồi, cho nên là Nghĩa xin chào tạm biệt cả nhà nha. Và hẹn cả nhà vào một video gần nhất nha. Bye bye cả nhà.